Kuaseku, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em lại cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đã được chủ nhân lên cho chiếc xe rất là nhiều tiện nghi như hệ thống body kit. Những tính năng an toàn của chiếc xe thì nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn đầy đủ như hệ thống cảm biến trước sau, rồi là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi, hắt kính, loa bâu và rất nhiều các tính năng trải nghiệm. Ghế ngồi chỉnh điện và có nhớ ghế hai vị trí ghế lái. Rất nhiều tiện nghi để các bác có thể là trải nghiệm đầy đủ về chiếc xe này. Tầm giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ hơn 600 triệu thôi. Là anh chị bạn có thể sở hữu một mẫu gầm cao với khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ 2.5 cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái tốt. Xe Mazda CX-5 thì nó sẽ có bản 2.5 một cầu và hai cầu. Bản em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đây là bản một cầu. Đấy, những đường nét tổng quan sơ qua của chiếc xe thì em sẽ quay đầy đủ cho các bác. Còn anh chị và các bạn nào muốn trải nghiệm đầy đủ chi tiết thì em mời anh chị bạn hãy qua cửa hàng Việt Nguyên Auto số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm. Với mâm của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn là mâm 19 inch. Với những cái chi tiết lốp láp của nó vẫn còn rất đẹp anh chị nhé. Một dàn lốp này là lốp liền đời đấy anh chị ạ. Tuần thứ 42 của năm 2018. Đây là những cái chi tiết ốp thân xe, ba chủ nâng cấp này. Rồi những cái chi tiết như là gương kính chỉnh điện, tích hợp báo rẽ, tay lắm cửa đã được ốp chống xước. Đấy, những đường nét tổng quan sơ qua ngoại thất của nó thì vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Đuôi xe với những cái phần như ba chủ nâng cấp như bộ bô thể thao và những cái chi tiết cốp của chiếc xe thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan sang ngay sau đây. Phải nói là bác chủ bác độ chiếc xe này cũng khá là chơi. Bên trong thì nó có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý, cũng như cho anh chị và các bạn một cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi. Lốp sơ cua của chiếc xe vẫn còn mới nguyên anh chị này. Các chi tiết rãnh lốp rồi là hệ thống cục trầm loa bâu được trang bị đầy đủ. Keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó phải là vẫn giữ là độ nguyên bản. Anh chị và các bạn có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể kiểm tra check test đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Đây là những cái đường nét tổng quan khi nhìn ở phía đuôi xe, anh chị bạn có thể thấy không? Ba chủ lên bộ lít bô thể thao cũng như là body kit của chiếc xe làm cho chiếc xe trông nó lôi cuốn nổi bật hơn. Với không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có một cái không gian rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi. Với những đường nét về hệ thống chất lượng ghế da, rồi đến những phần đục lỗ thông hơi, tạo cái sự thoải mái cho người ngồi, không bị oi bức, khó chịu, bí bích. Rồi là những cái phần chi tiết như là hệ thống đường kim mũi chỉ xung quanh với những chi tiết chỉ cam, tăng lên cái vẻ nổi bật. Và cũng như có trang bị trang trí và các bạn như là cửa gió điều hòa, cửa sổ trời. Những phần con ốc bản lề của chiếc xe anh chị bạn có thể tham quan đây, vẫn còn rất là hoàn hảo anh chị nhé. Đường nét của nó thì phải nói là rất là đẹp. Từ những phần cánh cửa, keo chỉ đinh tán là còn nguyên bản. Tiến tới không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ nhìn qua cánh cửa để có thể khẳng định được về chất lượng, có bị đâm va hay không. Từ những phần keo chỉ đinh tán rồi là những cái phần ốc bản lề, hệ thống tay lắm cửa cũng như là phím bấm chức năng. Nơi đây là nơi sử dụng nhiều nhất này, chị bạn có thể nhìn qua và mình có thể đánh giá được cái độ hao mòn của chiếc xe. Bấm này. Ở bên trong đây là những cái tính năng an toàn của chiếc xe, nó cũng trang bị đầy đủ cảm biến rồi là cảnh báo lệch làn, cũng như là hệ thống iStop trang bị đầy đủ cảnh báo vượt trên gương. Đây là những cái phần như ghế ngồi chỉnh điện, nhớ ghế, má ghế và chất lượng từ những phần cột kèo răng cao su. Đấy, những đường nét điểm nhấn của chiếc xe thì em quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn. Với hệ thống phím bấm chức năng, phanh tay điện tử auto-hold, các chế độ lái sport, eco và có cổng sạc 12V 120W, điều hòa tự động, rồi là những cái tính năng đề lổ start stop, màn hình giải trí, vô lăng tích hợp, đầy đủ những cái tiện nghi option của chiếc xe mang lại cho người dùng trải nghiệm. Hắt kính lái cũng được trang bị đầy đủ. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.5 cho anh chị và các bạn. Cái khả năng vận hành cũng như là cảm giác lái đường trường rất là tốt. Đây là những cái chi tiết về lắp capo. Mọi chi tiết đều còn trong tình trạng là nguyên bản như từ nhà khách về thôi, chưa hề dọn dẹp gì cả.
chất lượng anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Sau khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ em cùng trao đổi về cái mức giá anh chị nhé. Mazda CX-5 2.5 một cầu sản xuất năm 2019 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn 658 triệu. Giá này thì em còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên, di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.